Hưng có đọc trên trang Facebook của Rockstorm thì có một bạn nam trong cái mục confession, thì bạn ấy nói là bạn ấy trong cái hôm mà đi coi Rockstorm ở Sài Gòn thì có để ý một bạn nữ đứng bên cạnh mình, nhưng mà bạn ấy không dám bạn ấy không dám gọi là xin số phone hay là làm quen. Ok, thì bây giờ trong đêm nay ai có thích ai kế bên mình thì cứ mạnh dạn xin số phone và làm quen nha. Yeah.
nhớ nào, nhưng mà từ trước tới giờ quan điểm tình trong tình cảm của em là một phép màu, một điều kỳ diệu. Nó hơi bay bổng, nó hơi mơ mộng, hơi lãng mạn chút xíu. Tại em thường thích người lãng mạn, nó tuyệt vời chứ nó đâu có xấu xa nào đâu. Nhiều khi nó còn cho mình thêm một động lực hơn. Anh yêu người đó, nhưng mà thấy thật khó. Còn những cái chuyện mà mình thấy từ trước giờ, nghe chuyện này nọ, nó giống như là nó thần thoại, nó huyền thoại. Thì một cái đó là mà đi mãi mãi là có mơ ước của tất cả mọi người. Đó mơ ước, cho nên chính vì cái mơ ước đó cho nên người ta cứ đeo đuổi họ, đeo đuổi. Nhưng mà các bạn cứ đeo đuổi được biết đâu các bạn có tình yêu mãi mãi. Bây giờ em còn trẻ cho nên là em cứ đi theo cảm xúc vậy đó, nhưng mà thấy có khi mà yêu thì cứ yêu mất mình. Có thể là điều đó cũng ngắn, nhưng mà trong cái quan trọng là trong cái khoảng thời gian đó mình có cái cảm giác như thế nào, mình đối với người kia như là sao, thì nó cũng là điều đáng quý, đáng để ghi nhớ. Chưa phải là tình yêu cuối cùng của mình, nhưng mà trong cái quá trình mình tìm kiếm, không yêu thử thì làm sao mình biết được người đó có hợp với mình hay không? Thì đối với Hưng, tình yêu là một cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống, và nó cho Hưng rất là nhiều nguồn cảm hứng trong sáng tác, trong những sáng tác của Hưng. Hầu như những sáng tác của Hưng phần nhiều là về tình yêu. Hưng tin vào cái tình yêu mãi mãi, Hưng tin vào người gặp nhau trên cái thế giới thì có một cái duyên số gì đó và đã mang hai người gặp với nhau trong cái hoàn cảnh, cái không gian, cái thời gian để cho hai người gặp nhau và yêu nhau. Mọi thứ xảy ra